Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là tối ngày thứ tư tại Hoa Kỳ. Bây giờ là khoảng 10 giờ tối giờ Cali rồi các bạn. Tại vì hôm nay tôi làm video cũng khá là trễ. Và hôm nay đã là ngày thứ năm tại Việt Nam rồi. Thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau tiếp tục xem coi là tình hình sau một ngày khi mà có thông tin liên quan đến đó thì như thế nào. Chúng ta cũng có một cập nhật liên quan đến Chủ tịch SEC Gay Gensler. Và chúng ta cũng có một quyết định rất là quan trọng đến từ một thẩm phán khác các bạn Và thẩm phán này có liên quan đến vụ kiện giữa SEC và Coinbase cũng như một số những thông tin ở bật khác nhưng mà cũng như thường lệ đó chúng ta hãy cùng nhau nhìn xem coi đợt chứng khoán hoa kỳ ngày hôm nay kết thúc ra sao thì các bạn thấy là cả ba chỉ số cũng tiếp tục xanh một chút các bạn chúng ta thấy là nasdaq thì tăng thêm 0.54 hai chỉ số còn lại đây thì không đáng kể chúng ta có dow jones tăng 0.11 và s&p 500 đó thì tăng 0.38 và chúng ta thấy là pre market thì bây giờ thì không có cái sự thay đổi nhiều mọi người đều đang chờ đợi thông tin lớn trong tuần này đó chính là thông tin sẽ công bố vào sáng ngày mai là chỉ số phần trăm lạm phát PCE và chúng ta cũng đã nói khá nhiều về PC rồi PC đó là cái phần trăm lạm phát nó tương tự như là CPI nhưng mà đây là chỉ số mà chúng tịch John Powell quan tâm đến nhiều hơn và ngày mai đây chúng ta sẽ có cái thông tin này vào lúc 8 giờ rưỡi sáng như New York như là 5 giờ rưỡi sáng giờ Cali ở Việt Nam đó nghĩa là 7 giờ rưỡi tối ngày hôm nay các bạn sẽ nhận được thông tin này thì bây giờ đó thì ước tính core PC các bạn không những là không giảm mà còn tăng cho là một chút như là tăng từ 4.1 của tháng vừa rồi lên tới 4.2 đây là ước tính của tháng này sáng sớm ngày mai giờ Hoa Kỳ để chúng ta sẽ có thông tin thì nếu như là như vậy đó thì nó khác với lại cái xu hướng của chỉ số CPI tại vì các bạn đã biết là phần trăm là phát CPI đó thì cũng đã tăng nhẹ trở lại trong cái tháng này nhưng mà core CPI đó thì vẫn giảm các bạn nhưng mà bây giờ đó ước tính là core PC lại tăng chúng ta sẽ biết thông tin này sớm mà thôi. Và đương nhiên đây sẽ là một trong những cái thông tin quan trọng về cuộc họp kế tiếp của Fed vào tháng 9. Chúng ta sẽ có thêm một chỉ số CPI nữa trước khi mà Fed họp. Chúng ta có thể nhìn thấy là hợp đồng của dầu ngày hôm nay đây thì cũng giống như ngày hôm qua các bạn 81 đô 66 cent cho một thùng dầu Vàng đó thì cũng tăng nhẹ một chút ở mức là 1.972 đô cho một ounce vàng Còn về crypto đó chúng ta nói về Bitcoin thì Bitcoin vẫn hơn 27.000 đô các bạn Đáng tiếc là sau khi mà Bitcoin tăng lên tới mức là 28.100 đô thì cũng đã điều chỉnh trở xuống Và bây giờ đang giữ giá là 27.249 nhưng mà hôm nay đây các bạn thấy được là có rất nhiều những altcoin cũng đã giảm, không phải đi nhiều lắm Nhưng mà phần lớn ngày hôm nay các bạn thấy là có nhiều màu đỏ xuất hiện và tổng số vốn hóa của thị trường nên chúng ta đã nhìn thấy được là giảm 0.6%. Bây giờ chúng ta vẫn hơn là 1.1 nghìn tỷ và Bitcoin đó so với giá ngày hôm qua thì không có sự thay đổi nhiều. Ether thì giảm 1% và những đồng lớn khác trong top 10 đó cũng giảm phần trăm tương tự. Chúng ta bây giờ hãy trở lại với câu chuyện Bitcoin Spot ETF đi. Đây là câu chuyện mà nóng nhất hiện tại. Thì sau khi mà có cái thông tin liên quan tới Grayscale thắng kiện ngày hôm qua thì những người phân tích ở Bloomberg cho chúng ta có hai người trên màn hình đó chính là James Safer và thì hai người này đã bây giờ đã đưa ra cái tỷ lệ chúng ta có một bitcoin spot etf được phê duyệt trong năm nay đã tăng lên từ 65% lên tới 75% Các bạn nên nhớ là trước khi mà có BlackRock tham gia đó, Thì cái phần trăm khả năng để có Bitcoin Smart ETF Chúng ta chỉ có cái đơn của ARK Invest mà thôi Thì à, lúc đó khả năng giống như là 1% các bạn Khi mà có BlackRock rồi đó, thì giống như là 50-50 Tại vì chúng ta đã biết là trong lịch sử đó, SEC liên tục từ chối đề xuất Smart ETF của Bitcoin Nhưng mà chúng ta cũng thấy là đối với lại cái lịch sử Để được phê duyệt ETF của BlackRock đó thì cũng không hề tệ hầu như là chỉ có một lần duy nhất là không được duyệt mà thôi cho nên sau khi mà có BlackRock xuất hiện đó thì người ta ước tính là 50-50 nhưng mà bây giờ với những thông tin mới hơn và những cái lập luận được đưa ra từ thẩm phán đó thì bây giờ cái phần trăm khả năng được phê duyệt năm nay đã lên tới 75% rồi các bạn đó chính là trong năm nay chúng ta thấy được bây giờ đã, đã là tháng 8 rồi chuẩn bị bước qua tháng 9 thì không còn bao nhiêu thời gian nữa mà bây giờ tới 75% là có khả năng đó và nếu như mà năm nay không có được phê duyệt đó thì khả năng được duyệt vào cuối năm 2024 là 95% các bạn, hầu như là chắc chắn 95% này đó, đương nhiên không phải là 100%, chúng ta vẫn có khả năng là sẽ không có một cái spot ETF nào từ đây cho tới cuối năm 2024. Nhưng mà đối với Bloomberg đó, thì cho dù là cái đợt này đã không được phê duyệt. SEC đưa ra bất cứ một cái lý do gì để mà từ chối đó thì những công ty cũng sẽ khắc phục và lại đệ đơn nữa để được duyệt cho nên cho dù cái đợt này không được phê duyệt thì sẽ có cái đợt tới và khả năng cao đó là sẽ được thông qua đó chính là cái bình luận đến từ Bloomberg và thường biết là có rất là nhiều bạn thích thuyết âm mưu thì chúng ta đã chứng kiến một hiện tượng trước khi mà có cái thông tin liên quan tới Rayscale thắng kiện ngày hôm qua đó thì chúng ta đã thấy có một cá voi nào đó đã thu mua tổng cộng có nghĩa là đã tích lũy thêm 388 triệu đô la Bitcoin trước khi mà có thông tin liên quan tới là Rayscale thắng kiện thì đương nhiên có phải là có ai đó đã biết trước hay là không Tôi nghĩ là có các bạn, đương nhiên đã có một số người biết trước Nếu như mà năm nay đây chúng ta có một cây Bitcoin Spot ETF được thông qua thì các bạn có biết đó đã chính thức là 10 năm rồi 10 năm khi mà chúng ta thấy là anh em sân đồ Winklevoss Cameron và Tyler Winklevoss đã để đơn cho một cái Bitcoin spot ETF đầu tiên đã 10 năm trước 10 năm rồi các bạn, vẫn chưa được thông qua thì chúng ta bây giờ đã, đã là lần đầu tiên mà đến gần như vậy thì hy vọng chúng ta sẽ có một cái Bitcoin Spot ETF sớm Khi mà có Bitcoin Spot ETF rồi đó, thì đó cũng đã đánh dấu là Bitcoin thật sự đã trở thành phổ biến trong thế giới đầu tư Những nhà đầu tư truyền thống có thể dễ dàng thu mua cổ phần của Bitcoin Spot ETF mà có Bitcoin đứng sau lưng thì cái nguồn tiền đi vào chuyện này đó sẽ lớn mạnh hơn Nếu như các bạn muốn biết chuyện gì đã xảy ra khi mà có vàng ETF đó, thì các bạn có thể là Google vàng ETF bạn để xem coi lịch sử khi mà giá vàng phản như thế nào lúc mà chúng ta có một cây vàng ETF thực sự được thông qua và chúng ta cũng có một cập nhật liên quan đến chủ tịch Gary Gensler các bạn đối đầu với lại tất cả những cái khó khăn gần đây đó, thì quốc hội đã gọi chủ tịch Gary Gensler trở về để mà dự hai buổi điều trần trong tháng 9 này một buổi điều trần đó sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 9 các bạn như là còn khoảng chừng 2 tuần nữa và lần này đó là sẽ ở thượng viện trước ủy ban ngân hàng ở thượng viện còn à, tới ngày 27 tháng 9 á, nghĩa là cuối tháng 9 thì chúng ta lại có thêm một, một điều trần nữa, đó chính là ở Ủy ban dịch vụ tài chính hạ viện và chúng tôi cũng đã biết là lần cuối cùng mà chủ tịch geo cho đến hạ viện đó thì cũng đã bị hạch thổi liên tục lần này sẽ cũng không quay lại đâu các bạn nhất là đối với những thông tin mới hơn chúng ta nhận được và chúng ta lại có một cái thông tin rất là quan trọng liên quan tới một tòa án khác nữa và quan điểm của tòa án liên quan đến crypto là như thế nào nhưng mà trước khi mà chúng ta nói tới thông tin đó đó thì các bạn thấy được là cái volume giao dịch của cổ phiếu GBTC đã tăng lên cái mức cao nhất trong vòng 2 năm qua các bạn Chúng ta thấy được là cái volume rất là cao luôn Và giá của cổ phần GBDC đó cũng đã tăng Chúng ta đã nhìn thấy được là cổ phần GBDC à, Giao dịch ở mức thấp một thời gian các bạn khoảng chừng là 17 đô 70 cent Sau có thông tin đã tăng lên tới mức là 20 đô 86 cent Và bây giờ ra ở mức là 19 đô 71 cent Và cổ phiếu của Grayscale Bitcoin Trust đã ở mức là tăng 137% từ năm tới bây giờ Đương nhiên các bạn thấy được là sau khi mà có cái uh, tin tức tốt ngày hôm qua đó thì ai cũng đang nuôi hy vọng là có khả năng là Grayscale sẽ thành công để có thể được duyệt và sẽ chuyển đổi cái quỹ Grayscale Bitcoin Trust này thành Grayscale uh, Bitcoin Spot ETF và chúng ta đã biết đó là hiện bây giờ đó, cổ phần này đang giao dịch so với mức giá bình thường hiện tại đó là đang thấp hơn. À, thấp hơn bao nhiêu các bạn? Dựa theo tài liệu bây giờ đó là thấp hơn 18%. Có nghĩa là dựa theo số lượng Bitcoin mà RaySale có và cái mức giá cổ phiếu trên thị trường đó thì mức giá cổ phiếu trên thị trường vẫn rẻ hơn là mức giá Bitcoin 18%. Thì tại sao mọi người lại không nhào vô để mua các bạn? Lý do là tại vì bây giờ đó vẫn chưa có thật sự chắc chắn là chúng ta sẽ có cái Bitcoin Smart ETF. À, được thông qua bởi Trayscale thì điều này đó là một cái nguy hiểm tại vì nếu như mà các bạn mua cổ phần này để mà chờ đợi điều đó xảy ra mà nếu như cái đó không xảy ra đó thì các bạn sẽ phải giữ cổ phiếu này chỉ có thể bán lại cho người khác mà thôi chứ không thể trả trở về Trayscale để mà lấy bitcoin của mình. Cho nên đây là một cái rủi ro, cho nên chúng ta thấy được là có một thời gian dài bắt đầu à, từ cái thời điểm là tháng 3 năm 2021 đó thì cổ phiếu của Rescale à, đã giao dịch dưới cái mức giá của Bitcoin thật sự. Tại vì trước đó đó các bạn thấy được là một thời gian dài à, chúng ta thấy là cổ phần của RayScale đã giao dịch trên mức giá của Bitcoin. Nhiều khi các bạn thấy được là còn cao lên tới mức là 43% so với mức giá Bitcoin tại vì Thời điểm này đã không có nhiều sự lựa chọn như thường được chia sẻ trong video ngày hôm qua, nhưng mà sau năm 2021 đó chúng ta có MicroStrategy chúng ta có uh, Coinbase lên sàn có cổ phiếu Coinbase, có nhiều công ty đào Bitcoin lên sàn chứng khoán cho nên chúng ta có nhiều sự lựa chọn hơn. Nếu như các bạn không muốn tự lưu trữ crypto, các bạn không muốn mua crypto trực tiếp đó, các bạn có thể lựa chọn những cổ phiếu đó nó cũng một phần nào đó là đầu tư vào crypto nhưng mà đối với lại Rayscale ấy, thì các bạn thấy được là vì lý do không thể chuyển đổi được ra Bitcoin cho nên chúng ta thấy là bây giờ vẫn giao dịch ở mức giá là âm 18% so với giá Bitcoin nếu như mà các bạn có lòng tin là Trayscale đó sẽ thành công chuyển đổi thành Trayscale Bitcoin Spot ETF thì càng ngày càng đến ngày đó đó cái phần trăm này cái sàn uh, thu hẹp lại các bạn thì đó cũng là lý do tại sao chúng ta thấy là những quỹ như là quỹ Arkinvest uh, của Cathie Wood thì thu mua tại vì kỳ vọng là điều đó sẽ xảy ra khi đó xảy ra đó thì uh, chẳng có gì các bạn sẽ có một cái phần lời tại vì các bạn thấy được là cho dù trả trở về là không phần trăm thì uh, chúng ta vẫn thấy là sẽ có một cái phần lời từ cái mức hiện tại tới lúc mà trả về không phần trăm và nói tới Cathy Wood thì sau khi mà có thông tin liên quan tới đó thì các bạn thấy là Cathy Wood cũng đã có mọi phỏng vấn với lại Benzinga Thì Cathy Wood là một người mà các bạn đã biết rất là bullish về Bitcoin và cái mức giá là một triệu đô la cho một Bitcoin là ước tính của Ark Invest vào năm 2030 thì Cathy Wood bây giờ đã vẫn đứng sau lưng và ủng hộ và tin tưởng vào cái nhận định đó và trong bài phỏng vấn này đó thì cũng không có gì khác biệt hơn. Katy Wood nói đó đúng là chúng ta thấy được là retail investor những những nhà đầu tư thông thường như thường các bạn đó đã thúc đẩy giá Bitcoin cho đến ngày hôm nay nhưng mà từ mức này cho nên cái bước kế tiếp nếu chúng ta muốn có một cái bước tăng trưởng nhanh thì chúng ta cần phải có tiền đến từ những tổ chức đầu tư. Tại vì sao các bạn? Tại vì những thứ đầu tư đó những quỹ lương hưu, quỹ tương hỗ, những cái quỹ đầu tư lớn ở phố Wall đó họ đại diện cho cái số lượng tiền rất là lớn từ nhiều khách hàng chỉ cần một phần đó vào thị trường này thôi đó, thì sẽ rất là lớn mạnh và họ cũng sẽ không có đầu tư riêng nhờ Bitcoin đâu chúng ta lại sẽ thấy cái dòng tiền đó sẽ chảy vào những cái uh, quỹ đầu tư liên quan tới altcoin và sẽ khiến thị trường crypto này đó, với mức vốn hóa hiện tại là 1.13 nghìn tỷ có thể lên tới 25 nghìn tỷ vào khoảng năm 2030 À, và đối với lại Cathy Wood á, khả năng cao là khoảng 650.000 đô cho một bitcoin năm 2030 và nếu như mà nói bullish thì cái mức giá bullish có thể lên tới gấp đôi con số này như là hơn 1 triệu đô cho một bitcoin và nói tới năm 2030 đó thì à, các bạn thấy được là wow, quá xa bây giờ chúng ta chỉ mới năm 2023 mà thôi nhưng mà không có lâu như các bạn nghĩ đâu 7 năm qua wow, rất là nhanh chưa gì hết tới kênh này các bạn thấy đã bước qua năm thứ sáu rồi cho nên 6 năm 7 năm thật sự là rất nhanh luôn chứ không có phải lâu như các bạn nghĩ nếu như mà các bạn tin tưởng ra sự thật đó, thì trong vòng 6 7 năm thôi Bitcoin phải thật sự trở thành một cái phần không hề nhỏ trong thị trường tài chính một ngày nào đó khi mà Bitcoin hay là crypto nói chung nó lớn mạnh như vậy thì lúc đó các bạn nghĩ có còn nhiều câu hỏi không Tôi nghĩ là cơ hội lúc nào cũng có Chúng ta thấy là chứng khoán vào thị trường cực kỳ lớn Lúc nào cũng có nhiều cơ hội Như là các bạn thấy biết bao nhiêu người đã, đã, kiếm được tiền gần đây Khi mà đầu tư vào cổ phiếu Nvidia Trước đó chúng ta thấy được là Google, Tesla, Facebook Biết bao nhiêu nhà đầu tư đó Họ vẫn có thể kiếm được lợi nhuận trong một thị trường lớn Thì cơ hội lúc nào cũng có Nhưng mà cơ hội có còn nhiều như bây giờ hay không đó Thì tôi nghĩ sẽ không còn nhiều như là bây giờ nữa Cơ hội là bây giờ các bạn đối với Thuận Cho nên ngay bây giờ đã là 10 giờ 20 phút tối rồi thùng vẫn muốn làm video chia sẻ với các bạn thuận vẫn đang sôi sục tâm quyết các bạn để có thể tiến triển cùng thị trường này bây giờ là lúc mà thuận dùng hết sức lực của mình để chia sẻ về crypto sau này 7 năm sau lúc đó sẽ có nhiều bạn trẻ họ sẽ thông minh hơn họ sẽ nắm bắt thông tin lạ hơn họ sẽ có nhiều năng lượng hơn và sẽ ngồi thay thế chỗ của Thuận bây giờ là thời điểm mà Thuận cực kỳ tranh thủ và cố gắng nhưng mà đối với là một số người ra giống như các bạn thấy được là Bloomberg Intelligence Strategies Mike McClone thì Mike McClone nói đó là nếu như chúng ta muốn thấy Bitcoin có một cái bull run đó, thì chúng ta phải đợi cho đến lúc mà Fed một lần nữa lại in tiền vào bơm vào trong thị trường thì đối với lại cái tình hình bây giờ đó nó có thể là đúng các bạn nhưng mà nó không phải lúc nào cũng đúng đâu thật ra đó những cái thông tin liên quan tới bitcoin spot etf liên quan tới khi nào fed mới giảm lãi suất khi nào fed mới bơm tiền vào trong thị trường trở lại khi nào thì chiến tranh mới chấm dứt khi nào mà cái này mới xảy ra cái mới xảy ra đó là những cái mà chúng ta đang đối đầu hiện tại mà thôi nhưng mà nếu chúng ta zoom ra nhìn vào lịch sử đó thì nếu nói về Bitcoin, các bạn thấy được là bắt đầu từ năm 2010 đi Cái giá cả của Bitcoin luôn dao động trong khoảng thời gian này từ 2010 cho đến năm 2016 Nhưng mà ngay thời gian đó các bạn thấy được là Fed vẫn giữ lãi suất cực kỳ thấp Có nghĩa là kích thích nền kinh tế ở mức là 0%, 0.1, 0.13, 0.16, 0.09% Hầu như là 0% một thời gian dài luôn các bạn, nhiều năm sau khi mà có cái khung hoảng tài chính năm 2008 và 2009 nhưng mà sau đó thì sao các bạn, năm 2016 đó thì Fed bắt đầu từ từ tăng lãi suất lên, không nhanh như là bây giờ nhưng mà vẫn tăng lãi suất. Và các bạn nên nhớ là năm 2017 đó, lúc đó là Fed đang tiếp tục siết chặt nguồn tiền bằng cách là tăng lãi suất chứ không phải là hạ xuống. Nhưng mà chúng ta vẫn thấy đó là một năm mà có cái đợt bull run của thị trường. Cho nên một phần nào đó, đó nó cũng không có hẳn là một đúng 100% nữa các bạn. Đương nhiên khi mà Fed thả lỏng nguồn tiền đó, thì tiền sẽ đi vào những cái tài sản trong đó có lưu cờ crypto cái đó không có sai nhưng mà nếu nói là chúng ta bắt buộc phải có fed in tiền thì crypto mới tăng trưởng thì không hẳn đâu các bạn thấy được là bitcoin vẫn tăng trưởng khi mà fed tăng lãi suất điều mình thường quan tâm nhiều hơn đó là khi mà Fed giảm lãi suất các bạn nhưng mà chúng ta sẽ nói tới đề tài này một lát nữa. Thì hôm nay chúng ta cũng có một cái thông tin lớn khác liên quan tới một thẩm phán và đây là cái thẩm phán liên quan tới vụ kiện của Uniswap. Thì có ít người quan tâm đến vụ kiện này hơn tại vì đây không phải là một cái vụ kiện đến từ SEC. Đây là một cái vụ kiện đến từ một nhóm người các bạn, một nhóm nhà đầu tư đó họ thua lỗ tại vì họ trade trên Uniswap và họ đã quyết định là cùng nhau kiện tập thể Uniswap Founder và Foundation của Uniswap thì chúng ta đã có một quyết định đến từ thẩm phán đó chính là thẩm phán Catherine Fogg Fayer ở New York và người này đã bác bỏ vụ kiện chống lại Uniswap thì trong vụ kiện này đó, như thường chia sẻ sáu nhà đầu tư họ đòi Uniswap phải bồi thường vì họ đầu tư vào những token scam ở trên Uniswap và họ lập luận là các token này là chứng khoán có nghĩa là họ nói Uniswap đã cho list chứng khoán mà chưa đăng ký đó là cái trách nhiệm của Uniswap Thứ nhì nữa đó là Uniswap list các token này Có nghĩa là Uniswap cho phép thì mới list được Và thứ ba là Uniswap đã vận hành những cái liquidity pool để cung cái tính thanh khoản Và Uniswap sở hữu ít nhất 88% token quản trị Uni cho nên nếu như mà Uniswap muốn đó, thì vẫn có thể là bỏ phiếu để có thể loại bỏ bất cứ một token nào và đó là trong quyền quản lý của Uniswap vì lý do đó Uniswap đó phải có trách nhiệm và bồi thường tại vì có những token scam ở trên Uniswap Cuối cùng đó, thẩm phán đã quyết định gì các bạn biết không? Thẩm phán nói là cả hai bên nghĩa là ở bên những nhà đầu tư và ngay cả Uniswap đó, họ đều không biết danh tính những người đứng sau lưng các token này là ai Uniswap đó chỉ là một giao thức về tập trung mà thôi và câu hỏi crypto có phải là chứng khoán hay là không đó thì nên hội quốc hội chứ không phải là tòa án vì các lý do này đó dù kiện bị bác bỏ thì các bạn thấy được đây là quyết định à, của thẩm phán katherine Fox điều quan trọng đó là các bạn thấy là đây cũng là một thẩm phán đang sử dụng kiện SEC và Coinbase về cái phần là thẩm phán bác bỏ vụ kiện này à, tại vì những nhà đầu tư này đó không thể đòi Uniswap bồi thường thì mỗi người sẽ mỗi có cái suy nghĩ khác nhau Nhưng mà cái phần mình thường quan tâm nhiều hơn đó là cái phần thẩm phán nói về crypto có phải là chứng khoán hay là không Thì rất rõ ràng đó là sau khi mà chúng ta đã nghe thẩm phán Taurus nói về XRP Và những cái sự kiện gần đây đó thì thường cảm thấy là ít như gì nhiều thẩm phán cũng đã hiểu rõ hơn là bây giờ đó crypto thực sự là một cái gì đó chưa có rõ ràng và cần phải được rõ ràng và cái sự rõ ràng đó đó là không thể đến từ tòa án mà chỉ có thể đến từ quốc hội mà thôi quốc hội phải có lực thì lúc đó tòa án mới có thể xử theo luật được. chứ bây giờ đã luật chưa có rõ ràng thì làm sao mà xử được? À, đây là cái điều rất quan trọng. điều thứ nhì nữa đó là thẩm phán gọi Ethereum và BTC thật ra trong vụ kiện này là liên quan Uniswap thì à, đương nhiên BTC được, được nói đến đó chính là Wrapped BTC nghĩa là Bitcoin thế chấp trên mạng lưới của Ethereum. thì cả hai cái này đó đều là một hàng hóa chứ không phải là chứng khoán. các bạn thấy được là ít ra thẩm phán này nghĩ Ether không phải là chứng khoán. chúng ta có CFTC, ban quản lý hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ nói Ether là hàng hóa. À, bây giờ đó thì SEC nghĩ Ether là gì? Thật ra đây là câu hỏi đã được đặt ra ở quốc hội nhưng mà Gary Gensler lại từ chối không trả lời. Tôi nên là một cái video rất là dài trước đây à, về SEC và Ethereum. Tại sao mà SEC cho tới bây giờ đó đã Newton rất nhiều những đồng lớn nói đây là những cái chứng khoán chưa đăng ký nhưng mà chưa bao giờ nói đến Ethereum chỉ nói một cách chung chung là ngoại trừ Bitcoin ra đó, thì khả năng là tất cả những đồng khác đều là chứng khoán thì đương nhiên cái đó là bao gồm cả Ether nhưng mà SEC đó thì chưa bao giờ gọi tên Ether và chứ quốc hội đó, chưa được kêu cũng không dám khẳng định Ethereum là chứng khoán thì các bạn thấy được bây giờ đó lại có thêm một quan điểm nữa đó chính là từ thẩm phán này và đây là thẩm phán như thường dự chia sẻ là đang sử dụng SEC và Coinbase có vẻ đây là một cái thông tin tốt hay không đó. liên quan tới dự kiện giữa SEC và Coinbase thì cũng có thể Ít ra chúng ta có nói biết là thẩm phán này là một thẩm phán đó, cũng không có uh, đơn giản là nhắm mắt rồi cứ ùa theo SEC Rõ ràng là những thẩm phán mà chúng ta nghe nói gần đây đó Thì họ đều nhìn vào cái sự việc một cách lo trước nhất có thể Và họ đưa ra quyết định của họ dựa theo cách hiểu biết của họ về lực hiện bây giờ Chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái uh, thông tin liên quan đến tài chính nói chung đi Tại vì tôi muốn dành thời gian uh, đầu video chia sẻ những thông tin nổi bật nhất Chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những thông tin khác ngày hôm nay liên quan đến tài chính nói chung rồi chúng ta sẽ tiếp tục trở lại để mà nói tới một số những thông tin liên quan đến crypto nhất là liên quan đến Gemini và công ty Genesis các bạn Thì công ty Genesis thì họ đang bị khai bảo vệ phá sản Và sàn Gemini đang nợ rất là nhiều tiền Tại vì sàn Gemini đó có sản phẩm ơn như bạn cũng đang các tiền ở đó Thì bây giờ đó tình hình là ra sao thì chúng ta bắt đầu hãy nói tới cái thông tin liên quan tới việc làm của Hoa Kỳ trước đi. Thì việc làm của Hoa Kỳ ngày hôm nay đã công ty ADP, các bạn đã nhớ đây là cái công ty biên chế, nghĩa là họ cung cấp dịch vụ biên chế, nghĩa là trả lương cho nhân viên đó cho những cái công ty khác. À, thì họ cũng thống kê hàng tháng xem coi là có bao nhiêu việc làm mới đã xuất hiện. Thì trong tháng này đó họ chỉ đưa ra cái thống kê là 177.000 việc làm mới mà thôi. Thì con số này đó cực kỳ thấp so với ước tính các bạn. Ước tính là 371.000 cho tháng 7. Nhưng mà cái con số được đưa ra bởi ADP chỉ có 177.000 mà thôi Và con số này đó thấp hơn cả ước tính từ Dow Jones Tại vì Dow Jones nghĩ đó là sẽ giảm nhưng mà khoảng 200.000 việc làm Nhưng bây giờ chỉ còn 177.000 mà thôi Thì nếu như đây là sự thật đó Tại vì các bạn thấy được là sau khi đưa ra con số này đã Nhiều khi vài tháng sau họ lại điều chỉnh lại khi mà có thông tin mới Nhưng mà nếu đó là sự thật đó, thì thị trường việc làm ngày đang chậm lại các bạn chúng ta đã chứng kiến trước đây đã có rất nhiều việc làm và không có nhiều người xin việc dẫn đến là cái số việc làm rất là nhiều nhưng mà các bạn thấy được là như thường chia sẻ đó một ngày nào đó khi mà cái số lượng người xin việc đã ngang bằng việc làm rồi đó thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu thấy là cái phần trăm thất nghiệp tăng trưởng bây giờ vẫn chưa xảy ra nhưng mà các bạn thấy ít ra đó về cái phương nhiều việc làm mới đã chậm lại dựa theo ADP thì đây là một điều mà cũng đáng lo ngại đó các bạn tại vì chúng ta có thể nhìn thấy được một thông tin khác nữa À, đây là bất động sản thương mại chúng ta cũng đều biết là bất động sản thương mại là một trong những cái nơi mà nhiều người lo lắng bây giờ ngay cả bộ trưởng tài chính Janet Yellen cũng lo lắng Fed cũng nói về bất động sản thương mại tại vì chúng ta đã biết đó là bất động sản thương mại thường nó họ vay trong thời gian khoảng chừng là 7 năm 10 năm à, thì trong thời gian đó họ cho người ta mướn cái mặt bằng đó để làm ăn hay là cho người ta mướn làm công ty à, thì họ lấy tiền đó để mà họ trả ngân hàng thì sẽ không có đủ các bạn tại vì 7 năm 10 năm sau đó họ vẫn còn nợ lại thì cái cách mà họ làm đó là sau 7 hay 10 năm họ sẽ refinance nghĩa là họ sẽ đáo hạn lại cái nợ đó với một cái ngân hàng khác nhưng mà cái vấn đề đó là nhiều cái nợ cũ cách đây khoảng chừng là 7 năm các bạn nghĩ là phần trăm lãi suất bao nhiêu <laughs> các bạn cứ nghĩ đi bây giờ phần trăm lãi suất đã rất là cao rồi nghĩa là khi mà họ đáo hạn có khả năng họ sẽ bị phá sản tại vì cái con số cần phải trả cao hơn nhiều so với thu nhập của họ và sau khi mà có dịch bệnh nên chúng ta cũng đã biết là nhiều cái bất động sản thương mại đã bị bỏ trống tại vì người ta làm việc ở nhà thì chúng ta đã thấy cái thông tin ngày hôm nay được chia sẻ bởi Charlie Bilello đó là những bất động sản thương mại đã giảm 16% từ cái mức cao tháng 3 năm 2022 và cái office building đó nghĩa là những nơi mà cho mướn làm công ty đó thì những bất động sản đó đó xuống tới 31% luôn các bạn và chúng ta lại có thêm một thông tin nữa đó chính là cái ước tính GDP uh, trong quý 3 này đến từ Fed các bạn thì Fed đang ước tính uh, trong quý 3 này chúng ta sẽ kết thúc đương nhiên chúng ta vẫn đang trong quý 3 chúng ta phải chờ đến uh, hết tháng 9 lần nhưng mà ngay bây giờ đó thì họ ước tính là GDP sẽ tăng ở mức là 5.9% thì cái mà tôi muốn chia sẻ ở đây đó là có cái gì đó nó không có uh, phù hợp ở đây các bạn thấy được là cái thị trường việc làm đó thì đang chậm lại chúng ta cũng nhìn thấy những cái mối lo ngại liên quan tới bất động sản thương mại nhưng mà bây giờ đó thì GDP ước tính từ Fed là tăng 5 trăm có nghĩa là còn cao hơn cả công quý trước đó có nghĩa là Hoa Kỳ đang tăng trưởng chúng ta đang nghe nói rất là nhiều năm ngoái tới năm nay đó liên quan tới um, việc khủng quản tài chính chúng ta sẽ có hạ cánh mềm hay là hạ cánh cứng. Bây giờ chúng ta không nghe tới hạ cánh nữa các bạn, thậm chí Fed cũng không nói tới việc là hạ cánh cứng hay mềm. Hầu như là mọi người bắt đầu uh, đã lãng quên đi cái khả năng chúng ta sẽ có một suy thái tài chính và khi mà mọi người nghĩ đến suy thoái tài chính giống như từ năm ngoái tới năm nay tôi đã chia sẻ với các bạn là đó không phải là lúc nó xảy ra đâu tại vì nếu như mà ai cũng gồng mình để mà chờ đợi suy thoái tài chính thì làm sao nó xảy ra được trong khi mà những công ty năm ngoái đó họ đã sa thải nhân viên tại vì họ nghĩ là sẽ còn chậm hơn nữa cho năm nay cho nên họ sa thải trước thì làm sao họ có thể có vấn đề được khi mà họ đã có sự chuẩn bị chứ khi nào mọi người không chuẩn bị mà thôi thì hy vọng đó thuận đã lo quá xa thì sẽ không có một cái suy thoái tài chính đến bất ngờ nhưng mà đây là những cái mà chúng ta cần phải nghĩ đến và nhất là khi chúng ta đang tiến dần đến cái ngày mà Fed sẽ ngưng tăng thực sự và bắt đầu nghĩ đến việc là giảm lãi suất chúng ta bây giờ đã nghe phong phanh từ những quan chức của Fed là đó sẽ là khoảng chừng quý một của năm sau sẽ bắt đầu nghe đến việc là giảm lãi suất và chúng ta cũng đã biết là theo lịch sử suy thoái tài chính xảy ra khi mà Fed giảm lãi suất chứ không phải là tăng lãi suất. Chỉ khi nào Fed giảm lãi suất rồi đó mà chúng ta vẫn thấy ít nhất là một hai quý sau đó nền kinh tế vẫn ổn đó thì lúc đó chúng ta mới chắc chắn được là ok chúng ta đã thực sự hạ cánh mềm bây giờ đó thì vẫn chưa có thể nói được một phần trăm các bạn nhưng mà sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ thấy phép sẽ đến ngày phải giảm lãi suất và đó sẽ hướng về năm 2024 và chúng ta thấy được là năm 2024 đó cũng sẽ là lúc chúng ta có bitcoin Haven. năm 2024 cũng sẽ là năm bầu cử tổng thống tại hoa kỳ năm 2024 các bạn cũng có khả năng sẽ là cái năm mà cuối cùng Salmon Free sẽ ra tòa Tại vì dựa theo những thông tin mới hơn đó, thì bây giờ chưa chắc chắn 100% Nhưng mà những luật sư bên Salmon Free đó, thì họ đang đề nghị là dời ngày ra tòa cho đến sang năm Phiên tòa xét xử Salmon Free có thể bị lùi sang tháng 3 của năm sau các bạn thay vì tháng 10 của năm nay Chúng ta đã biết là Salmon Free đã bị cáo buộc từ Bộ Tư pháp, từ SEC và từ những đơn vị khác đó đã từ đầu năm năm 2023 này rồi và cái phiên tòa đó sẽ diễn ra vào tháng 10 thì ai cũng đang chờ đợi trong vòng chỉ có khoảng chừng hơn một tháng nữa thôi chúng ta sẽ có cái thông tin liên quan tới cuối cùng là SCB sẽ ra tòa thì kết quả sẽ ra sao nhưng mà bây giờ đã có năng là cần phải dời lại tới tháng 3 tại vì luật sư nói là cần thêm thời gian để xem xét nhưng bằng chứng chống lại Simon Free thì bây giờ có quá nhiều cho nên cần thêm thời gian nhưng mà bây giờ vẫn chưa có thật sự là xác thực bởi tòa án khi nào mà có thông tin thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một lần nữa mọi thứ để đẩy qua năm 2024 các bạn và chúng ta cũng tiếp tục nhận được những cái thông tin đến từ Trung Quốc thường đã chia sẻ gần đây mà một số những cái thông tin rải rác về tình hình Trung Quốc có gì đó đang bất ổn thì chúng ta lại tiếp tục nhận thông tin ngày hôm nay là cái tài liệu liên quan đến sản xuất ở Trung Quốc thì vẫn đang cho thấy là đang giảm xuống các bạn và đã là 5 tháng liên tục rồi thì đây là cái chỉ số gọi là PMI thì theo thường hiểu đó đơn giản là chúng ta có thể nhìn thấy được là con số này nếu như mình dưới 50 đó thì có nghĩa là đang chậm lại và chúng ta đã thấy là bắt đầu từ tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 tuy đã có một cái sự tăng trưởng từ từ lên nhưng mà chúng ta vẫn thấy là vẫn dưới 50 có nghĩa là nền sản xuất của Trung Quốc bây giờ vẫn đang chậm lại hiện tại và đã 5 tháng liên tục rồi. Hôm qua đó Thuận có hứa chia sẻ với các bạn thông tin liên quan tới Gemini nhưng mà Thuận chia sẻ nhiều quá cho nên lại quên. Hôm nay đó, lại có thêm một thông tin mới hơn nhưng mà tôi sẽ chia sẻ những gì các bạn cần nên biết Tại vì Thùng biết là nhiều bạn cũng đang kẹt tiền ở sàn Gemini Để nhắc lại các bạn nhớ đó là sàn Gemini có hợp tác với một công ty có tên là Genesis Công ty Genesis này là công ty con của công ty DCG Và công ty DCG cũng là công ty mẹ của Coindesk Cái trang web chúng ta đang xem hay là Foundry USD, Đó là một công ty rất lớn các bạn Và cũng là công ty mẹ của Trayscale Có nghĩa là chúng ta vừa nói tới uh, Trayscale Bitcoin Trust Trong cái phần đầu video đó Thì uh, công ty DCG rất là lớn và dưới công ty DCG đó có một công ty Landing là công ty Genesis thì công ty Genesis này là một công ty mà họ chỉ chuyên cung cấp dịch vụ uh, vay và thế chấp cho những công ty khác mà thôi chứ không phải là cho thùng và các bạn nhưng mà đáng tiếc đó là họ có sự hợp tác với lại sàn Gemini Và sàn Gemini đã đưa ra một sản phẩm là Gemini Earn Và các bạn thấy là sau đó thì Genesis đã khai bị phá sản Tại vì họ cũng dính vào cái vụ Luna Cái vụ lùm xùm giữa Genesis, Gemini, DCG Chúng ta đã nói tới khá nhiều năm ngoái Nhưng mà chúng ta đã đến cái mức sắp sửa được bồi thường Thường nói sắp sửa thôi nhưng mà vẫn chưa chắc chắn 100% Thì công ty Genesis bây giờ nói là công ty mẹ DCG à, Họ sẽ đưa thêm một số tiền vào có nghĩa là hai bên thỏa thuận giữa uh, sàn Gemini và Genesis tại vì họ đang kiện tụng. Thì uh, bây giờ đó, công ty mẹ DCG sẽ cung cấp thêm một số tiền uh, để có thể bồi thường cho mọi người. Và dựa theo ước tính đó, thì đối với lại những người mà đang chờ đợi bồi thường mà tính theo đô la Mỹ đó, thì có thể được lãnh từ 70-90%. Nếu như mà chúng ta nói tới crypto đó thì cũng từ 65 đến 90% tùy theo uh, cái mức giá của thị trường. Nghĩa là tới lúc mà bồi thường nếu như mà giá của những cái uh, đồng như là Bitcoin, Ether tăng cao đó thì có thể các bạn được bồi thường 100% luôn tính theo đồng đô la. Thì đây là một cái thông tin coi như rất là tốt các bạn và họ nói là họ sẽ trả số tiền này đó, không phải là trả một đợt mà sẽ chia ra làm nhiều đợt. Thì cái đợt đầu tiên đó họ sẽ bồi thường là khoảng chừng 328 triệu nhưng mà sẽ bồi thường trong vòng 2 năm. Cái phần còn lại là cái phần lớn hơn là 830 triệu nhưng mà họ sẽ bồi thường trong vòng 7 năm. À, thì sau khi mình ra thông tin này đó, mới đầu nghe thì à, cũng cảm thấy được đây ít ra cũng là một cái gì đó tốt cho những người mà đang chờ đợi. Ít ra cũng còn nhận được một số tiền và ít ra chúng ta cũng đã biết là cái CV này nó không kéo dài giống như sau Seas. À, chúng ta cũng biết thông tin tương đối là nhanh hơn những cái vụ khác. À, và cái mức trả lại đó thì uh, cũng coi như là cao các bạn từ 70 đến 90%. Nhưng mà sau đó chúng ta đã nhận được một cái thông tin đó chính là sàn Gemini cùng với lại một số những cái chủ nợ khác đó và họ hợp lại uh, một cái nhóm gọi là Fair Deal Group thì họ cũng đã gửi đơn tới tòa nói là họ không đồng ý với cái đề xuất này đến từ DCG công ty mẹ và đến từ công ty Genesis vì lý do là không có những cái chi tiết làm cho họ an tâm. <laughs> tại vì các bạn nên nhớ đó là trước đây công ty DCG công ty mẹ đó cũng đã hứa với lại sàn Gemini là đừng có lo về cái sự việc liên quan tới uh, Luna hay là FTX, đừng lo gì hết á tại vì cái lỗ hỏng là thường nhớ là 1 tỷ mấy gì đó, 1 tỷ 2 gì đó thì sẽ được lắp lại bởi công ty mẹ là DCG tại vì công ty này đó cũng có rất là nhiều tiền. Nhưng mà sau đó đó công ty DCG cũng đã hụt họ là Bây giờ nói là thôi Tôi không liên quan gì đến công ty cha này Đó là công ty con mà thôi cho công ty con đó đi phá sản đi Đỡ hơn là mình phải bỏ tiền túi ra để mà bồi thường à, Thì các bạn thấy được là Cái sự tin tưởng của hai bên đó, Hầu như cũng đã không còn Cho nên bây giờ Sanjay Gemini và những cái chủ nợ Nói là không có gì đảm bảo Là công ty DCG Sẽ thực hiện theo lời hứa của mình và tôi nghĩ là cái phần họ đang lo lắng đó là trả trong vòng 2 năm cho một phần nhỏ là 328 triệu Nhưng mà cái phần lớn hơn là 830 triệu đó trả lên tới là 7 năm Theo tôi hiểu là như vậy Họ sẽ có một cái giấy nợ Và đương nhiên giấy nợ này đã sẽ có cái phần lãi suất trên đó Có nghĩa là các bạn sẽ nhận được lãi Nhưng mà phải kéo dài tới 7 năm mới nhận cái phần còn lại Đây là thông tin mới nhất tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến cái sự kiện này Chúng ta cũng còn một số những thông tin khác ngày hôm nay cũng rất nổi bật các bạn Binance Họ nói họ đã ra mắt nền tảng Sendcast giúp chuyển đổi trực tiếp crypto sang tiền mặt. Người dùng ở chính quốc gia Mỹ Latin có thể chuyển đổi trực tiếp crypto của họ thông qua Binance Pay với tài khoản ngân hàng ở Colombia và Argentina trong giai đoạn đầu tiên và chi phí rất là thấp. Thì mới đọc thông tin này đó, tôi nghĩ là nhiều bạn cũng nghĩ đây là nền tảng có thể giúp À, gửi tiền để mà mua crypto nhưng mà khi thu đọc kỹ hơn đấy các bạn đây là cái thông báo đến từ binance.com thì họ nói là đương nhiên sẽ có cái sản phẩm này nhưng mà theo thường đọc đó thì uh, sản phẩm này sẽ dành cho những người ở Mỹ Latin gửi tiền cho bạn bè và người thân giống như là thay vì các bạn sử dụng những cái ứng dụng không biết là họ sử dụng ứng dụng gì giả sử như họ sử dụng PayPal hay là những ứng dụng tương tự đó thì họ có được sử dụng binance send cash để có thể là dùng crypto của mình quy ra cái tiền pháp định rồi sau đó gửi đến cho người thân giống như là dịch vụ chuyển tiền vậy các bạn nhưng mà có thể dùng crypto được đó là cái cách mình hiểu ở đây nhưng mà nào mà có thêm thông tin có thể comment ở bên dưới nhưng mà nói tới Mỹ Latin chúng ta cũng có thêm một thông tin nữa Đó chính là từ Jamie Allaire Thì Jamie Allaire là CEO của công ty Circle Nghĩa là CEO của công ty đứng sau lưng đồng ổn định USDC à, Và Jamie Allaire cũng đã thông báo là đã có một sự hợp tác với lại công ty Mercado Pago Và cái công ty này đó được ví ở Mỹ Latin giống như là Amazon của Mỹ Latin có hơn 200 triệu người dùng Thì bây giờ công ty này sẽ sử dụng và hỗ trợ USDC Các bạn thường không hiểu đây đó, đương nhiên đây là một cái thông tin lạc quan các bạn Nhưng mà điều thường không rõ đây khi mà thường đọc cái tin tức chính thức của Circle Họ cũng không nói rõ là hỗ trợ USDC là gì, có phải là hỗ trợ người dùng có thể thanh toán bằng USDC hay là như thế nào Họ chỉ nói là ở Mỹ Latin thì rất là chuộng đồng đô la và USDC là một cách mà tiện lợi hơn để có thể tiếp cận được đồng đô la mà không cần phải có đồng đô la thật sự thì nói chung họ xem USDC như là một cái gì đó ngang hàng với đồng đô la tại vì được hỗ trợ bởi đồng đô la và USDC đây cũng có một thông tin nữa thông tin này được chia sẻ ngày hôm qua các bạn và có thể không có bạn nào bất ngờ đâu USDC sẽ có mặt ở trên base nghĩa là tầng 2 của Ethereum à, được tạo ra bởi Coinbase à, và mạng lưới này là mạng lưới mà không có token riêng các bạn cho nên bất cứ ai nói các bạn là token base sẽ tăng trưởng hay gì đó các bạn đừng có tin tại vì Coinbase sẽ không có bất cứ token nào mà trên mạng lưới tầng 2 base này họ chỉ sử dụng Ethereum mà thôi và chúng ta có nên biết là Coinbase cũng đã mua một số cổ phần của công ty Circle À, và đương nhiên sau đó các bạn thấy là USCC sẽ có market base Cái đó không gì gọi là bất ngờ hết Chúng ta cũng có cái thông tin được chia sẻ bởi Arkham Invest Thì Arkham Invest nói đó ai cũng đã nói nhiều về cái thông tin là cái địa chỉ ví Bitcoin lớn thứ ba là thuộc về sàn Robinhood à, Nhưng mà có nhiều người không để ý đó là cái địa chỉ ví Ethereum lớn thứ năm Đang giữ là 2 tỷ rưỡi đô la Ethereum cũng thuộc về sàn Robinhood luôn Và có người hỏi đây đó, đây là tiền của họ hay là tiền của những cái nhà đầu tư những người mà khách hàng của họ Thì uh, bây giờ Arkham Invest nói là đây là tiền của khách hàng Thì nói chung cũng không phải là tiền Của công ty Robinhood các bạn Không nghĩa là công ty Robinhood đang đầu tư số lượng lớn như vậy Và thường cũng không nghĩa họ có số lượng lớn như vậy Bây giờ để đầu tư đâu các bạn Tại vì Robinhood uh, cũng gặp khá nhiều rắc rối gần đây à, Nhưng mà cũng ít ra cho các bạn thấy được là Cái số lượng Ethereum lưu trữ Ở Robinhood uh, là một con số không hề nhỏ 2 tỷ 7 đô la Dựa theo cái hình chấp này Một điều thường không hiểu là nếu như mà họ có nhiều ví đây không nói nhưng mà nếu như đây là cái phần lớn đó mà họ giữ cho một ví đó thì cũng khá là Ấn nha các bạn không chia để giữ luôn chúng ta cũng có một cái thông tin đến từ một đồng mà hầu như nhiều người đã lãng quên đó chính là EOS đồng này đó cũng là một thời là mưa làm gió các bạn đồng EOS trước đây đó người ta ví như là Ethereum và sẽ thay thế luôn cái Ethereum nhưng mà sau đó thì các bạn thấy là US đã ít được nói đến à, và bây giờ đã thông tin mới nhất là US đã nhận được sự phê duyệt từ hiệp hội trao đổi tiền điện tử ở Nhật Bản để có thể giao dịch trên sàn Betray và được giao dịch với đồng yên Nhật Bản và US Network Foundation cho rằng việc này đã sẽ mở ra cơ hội tiếp cận rộng rãi hơn cho thị trường Nhật Bản và tạo cơ hội đột phá trong việc tận dụng thị trường Nhật Bản để token hóa các sản phẩm trò chơi nổi tiếng. Thì đây là cái lời phát biểu đến từ US Network Foundation mà thôi Nói chung nữa, thì những người nào mà vẫn có lòng tin vào US thì đây cũng là một cái thông tin tốt các bạn Một điều các bạn để ý đó là cái đơn vị mà phát triển đồng US bây giờ đó chính là US Network Foundation Trước đây đó không phải là cái tên này các bạn Trước đây chúng ta có một đơn vị khác là Block One Đây là một dự án mà đã ICO một thời gian dài luôn các bạn Có thể nói đây là cái ICO dài nhất mình không biết ICO gì cả năm trời luôn À, và khi các bạn uh, ICO đó thì uh, các bạn sẽ nhận được tùy theo là cái giá thị trường US ngày đó là sao Bao nhiêu đồng US Và họ cũng đã kêu gọi được tờ 4 tỷ đô la các bạn 4 tỷ đô la để phát triển dự án Nhưng mà các bạn thấy là tới bây giờ đó thì US cũng không phải là một cái nền tảng mà nhiều người nói đến Và sau đó đó thì họ bị kiện bởi SEC Và cuối cùng thì US uh, đã quyết định là đóng phạt các bạn Thôi nhớ đóng 36 triệu hay gì đó Lúc đó ai cũng thấy mắc cười có thể Chiêu gọi được 4 tỷ mà chỉ đóng phạt có ba mấy triệu mà thôi nhưng mà sau đó, đó thì theo thỏa thuận Block One sẽ không phải là đơn vị tiếp tục phát triển nữa và bây giờ chúng ta có US Network Foundation và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhìn nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital thì có thể tìm hiểu một cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia những sàn như là Bybit, OKX, Bitget, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn như trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.